Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay. Điều quan trọng nhất trong một trận đấu bóng đá chắc chắn là những bàn thắng rồi đúng không nào? Nhưng có một điều chúng ta phải thừa nhận là không bàn thắng nào giống bàn thắng nào. Mỗi trận đấu, mỗi khoảnh khắc, mỗi tình huống khác nhau sẽ cho chúng ta những cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ vui mừng, bất ngờ, hài hước và cả những bất bình, phẫn nộ khi những bàn thắng được ghi theo kiểu thiếu fair play. Các bạn đã thấy những bàn thắng theo kiểu như vậy chưa nhỉ? Nếu chưa thì trong video hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu đến các bạn 10 bàn thắng bỏng bựa và anh hồi nhất trong lịch sử bóng đá. 10. Marco Verratti. Đầu tiên trong video hôm nay chính là bàn thắng gây nhiều tranh cãi của tiền vệ đa năng người Ý Marco Verratti, được ghi vào lưới SC Bastia trong trận đấu ngày 7 tháng 5 2017. Nhiều người cho rằng đã có một vở kịch hoàn mỹ được dàn dựng và diễn ngay trên sân bóng ngày hôm ấy. Cụ thể, Verratti đã có một cú nã đại pháo tung nóc của Bastia. Nhưng trước đó đồng đội của Verratti là Blaise Matuidi đang chấn thương và được thủ thành Bastia là Jean Luis Leca quan tâm hỏi han. Và thay vì chủ động dừng trận đấu hoặc đá bóng ra ngoài thì Verratti lại có một cú sút căng lưới đội khách nâng tỷ số lên 2-0. Các cầu thủ Bastia dĩ nhiên trạng mái hài lòng về bàn thắng này. Điều đáng chú ý hơn là ngay sau khi Verratti ghi bàn, Matuidi cũng bật dậy ăn mừng như chẳng có điều gì xảy ra trước đó. Các cầu thủ Bastia đã phản ứng dữ dội, nhưng bàn thắng đương nhiên vẫn được công nhận vì rõ ràng Verratti không phạm luật. Bàn thắng này sau đó nhận vô vàn chỉ trích của người hâm mộ bóng đá, trong đó nhiều người khẳng định nó bẩn nhất thế giới. 9. Ronaldinho. Chúng ta đều biết Ronaldinho là một cầu thủ có thừa kỹ thuật và tài năng. Điều này đã chứng minh được trong quá trình thi đấu của anh. Tuy nhiên, bên cạnh những pha bóng đẹp mắt, Ronaldinho cũng không bỏ qua các hành động tiểu xảo để mang lại lợi thế cho đội nhà. Nếu là fan hâm mộ của Rô Vẩu, chắc hẳn các bạn còn nhớ trong trận đấu giữa Atlético Mineiro và Sao Paulo tại Cup Libertadores năm 2013. Ronaldinho đã khiến tất cả khán giả ngỡ ngàng với tình huống kiến tạo bàn thắng ở dưới hàng phòng ngự đối phương tới gần 20m. Ngôi sao thuộc biên chế Atlético Mineiro khi ấy đã mượn chai nước từ thủ thành Senni. Sau khi uống nước xong, Ronaldinho không di chuyển lên trên hàng phòng ngự đối phương mà lại đứng ở dưới. Anh nhận bóng từ một tình huống ném biên, do đó cầu thủ số 10 thoải mái có pha căng ngang cho đồng đội nâng tỷ số lên 2-0. Pha kiến tạo đã khiến hậu vệ đối phương không thể lường trước được. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến phản đối cho rằng Ronaldinho đã giả vờ mượn chai nước để có thể đánh lạc hướng hàng phòng ngự đối phương và tạo cơ hội thắng lợi cho đội nhà. 8. Lionel Messi. Tiếp theo danh sách này là bàn thắng để làm cho Lionel Messi được ví như truyền nhân của huyền thoại bóng đá Maradona. Năm 2007, khi còn là ngôi sao trẻ của Barca, Messi đã thể hiện tài năng bóng đá của mình khi tái hiện thành công pha bóng bàn tay của chúa kinh điển của huyền thoại Maradona trong trận Barcelona gặp Espanyol. Phút 43 của hiệp 1, Messi đã làm bùng nổ cả sân Nou Camp với bàn gỡ hòa đi vào lịch sử. Khi đội chủ nhà đang bị Espanyol dẫn trước 0-1, từ đường truyền nhẹ của Juan Morata, Messi bật cao định đánh đầu nhưng không đủ tầm chạm bóng. Thật kín đáo, anh chủ động vung bàn tay trái trúng vào bóng, khiến mảnh lưới đội khác phải rung lên. Bàn thắng của Messi được trọng tài công nhận, nhưng hình ảnh của ngôi sao người Argentina sau đó bị ảnh hưởng rất nhiều vì bàn thắng gây tranh cãi này. Cách thức ghi bàn của Messi giống hệt như bàn thắng mà huyền thoại Diego Maradona đã ghi vào lưới đội tuyển Anh tại World Cup 1986. Bàn thắng mà sau đó Maradona đã gọi là bàn tay của chúa. Khác biệt duy nhất là Maradona đã dùng tay phải trong khi hậu vệ và được coi là người thừa kế của ông lại dùng tay trái. 7. Hai phiên điên. Hai phiên điên chính là chủ nhân của bàn thắng có thể nói là bựa nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Bạn sẽ chẳng bao giờ tin nổi trên sân bóng là có một cú lừa ngoại mục đến như vậy. Tình huống hài hước xảy ra trong trận đấu giữa Liaoning và Zhang Qin Li Fan thuộc vòng 11 giải vô địch quốc gia Trung Quốc diễn ra vào ngày 24 tháng 5 2015 khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội khách. Chủ nhà Liaoning được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm ở phút 83. Trong lúc đồng đội mãi khiếu nại về pha phạm lỗi, thủ môn Su Weijie của Zhang Qin Li Fan lấy chai nước cạnh khung thành để uống. Tận dụng sự thiếu tập trung của đối phương, các cầu thủ chủ nhà tổ chức đá phạt nhanh. Sau khi nhận bóng từ đồng đội, hai phiên điên cầu thủ đang thi đấu tại giải China Super League đã ban xuống dứt điểm vào lưới trống, ấn định kết quả hòa một đều cho Liaoning chưa ánh mắt ngỡ ngàng và không thể tin nổi của thủ môn Weijie. Chính vì sự chủ quan, thiếu tập trung này khiến Weijie chịu sự chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ. Không những thế, anh còn bị ban lãnh đạo trong Winley Fan phạt 50.000 nhân dân tệ, tương đương 157 triệu đồng, kèm theo án cấm thi đấu nghiêm khắc. 6. Thierry Henry. Cứ mỗi khi Pháp đối đầu với Cộng hòa Ireland là người ta lại nhớ ngay đến hành vi chơi bóng bằng tay của tiền đạo người Pháp Thierry Henry. Đó là giải play-off tranh vé đến World Cup 2010. Lúc ấy, đã bước qua thời gian thi đấu hiệp phụ và Ireland đã nhận trước một bàn. Từ quả đá phạt của Malouda, bóng đến cho Henry. Anh dùng tay không chơi bóng rồi chuyển vào trong cho Gallagher ghi bàn. Bàn thắng được công nhận và Pháp là đội giành vé đi tiếp trong sự phản đối ác liệt của Ireland. Pha dùng tay chơi bóng của đứa con thần gió Thierry Henry khi ấy được xếp vào danh sách các bàn thắng ma, được so sánh với pha ghi bàn bằng tay nổi tiếng của Diego Maradona ở World Cup năm 1986. Tạp chí Time Mỹ
con liệt hành động của Henry vào 10 vụ gian lận lớn nhất trong thể thao. Henry từng nói, khi tôi thấy Messi ghi bàn vào lưới Espanyol, bay người và dùng tay chạm vào bóng. Mọi người nói, đó là thiên tài, cậu ấy đang tiến tới gần Maradona. Nhưng khi đó là tôi bị đối xử như đã giết một ai đó. Với những người Ireland, họ gọi pha chơi bóng của Henry là bàn tay của quỷ. Pha bóng xấu xí đã hủy hoại giấc mơ World Cup của cả một dân tộc. 5. Juan Falcon. Chúng ta đều biết, Nam Mỹ là vùng đất nổi tiếng với những trận cầu ẩu đả từ các cầu thủ. Chính vì vậy, trong một vụ lộn xộn xảy ra trong trận đấu giữa hai đội bóng hàng đầu của Venezuela là Zamora và Mineros vào năm 2014. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc tiền đạo Falcon của Zamora đã chơi không đẹp trước khi ghi bàn. Nếu bạn nào quan tâm đến khuôn khổ giải bóng đá Venezuela, chắc sẽ không quên tình huống có 1-0-2 này. Trong một pha chuyền bóng về của đồng đội cho thủ môn Romo Perez của Mineros, điều đáng nói là khi nhận bóng từ đồng đội, thủ môn Perez đi tập tễnh, ra dấu hiệu cần tạm ngừng trận đấu vì anh đang dính chấn thương và muốn được các bác sĩ chăm sóc. Thế nhưng tiền đạo Falcon của Zamora vẫn lao vào tranh và đưa bóng dễ dàng vào khung thành trong sự bất lực và mệt mỏi của thủ môn do bị chấn thương. Sau khi đưa bóng vào lưới, Falcon lập tức bị các cầu thủ đối phương đuổi theo, phản đối bởi hành động thiếu fair play của anh. Và nếu không có sự ngăn cản từ các đồng đội, thì chắc chắn anh chàng tiền đạo này đã ăn no đòn từ các cầu thủ Mineros. Hãy cho ý kiến của bạn về bàn thắng này trong phần bình luận nhé. 4. Ronaldo. Tài năng chơi bóng của ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo thì chắc có lẽ mọi người đã biết cả rồi. Thế nhưng ngoài những pha bóng cực đỉnh cùng những bàn thắng đẹp, CR7 cũng không ít lần làm các cổ động viên phải bật cười. Một trong số đó có thể kể đến trận tiếp đón Man City trong khuôn khổ lượt về vòng bán kết Champions League năm 2016. Siêu sao CR7 của Real Madrid khi đó đã có một pha dùng tay úp rổ để ghi bàn vào lưới đối thủ cực kỳ hài hước. Xuất phát từ một pha đá phạt góc bên cánh trái, tiền vệ Toni Kroos đã có pha căng ngang chuẩn xác vào trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Gareth Bale bật cao đánh đầu đưa bóng đi trúng vào xà ngang khung thành Man City. Sau đó, bóng đến chân của Pepe và hậu vệ này nhanh chóng tạo bóng ngược trở lại giúp Ronaldo có được cơ hội ghi bàn. Thế nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha lại có hành động khiến người hâm mộ phải bật cười khi dùng tay thực hiện động tác úp rổ như trong môn bóng rổ để đưa bóng vào lưới Man City. Có lẽ nhìn ra đây chỉ là một tình huống vô tình của Ronaldo nên anh không phải nhận một chiếc thẻ nào từ trọng tài. Có bạn nào đã xem khoảnh khắc hài hước này của CR7 chưa nhỉ? 3. Luis Adriano. Một trong 10 bàn thắng bận bựa và ảnh hồi nhất trong lịch sử bóng đá không thể không nhắc đến trong video hôm nay chính là pha ghi bàn của tiền đạo người Brazil Luis Adriano. Anh hiện chơi cho câu lạc bộ Palmeiras. Có bạn nào đã từng xem trận đấu giữa Shakhtar Donetsk và North Zealand tại Champions League 2012? Chắc hẳn đã chứng kiến một trong những bàn thắng tồi tệ bậc nhất của bóng đá thế giới khi cầu thủ bất chấp tinh thần thể thao cao thượng chỉ vì vinh quang chiến thắng. Vào phút 26, khi North Zealand đang dẫn Shakhtar 1-0, tiền vệ Willian trả bóng cho thủ thành Jesper sau pha tung bóng của trọng tài. Tuy nhiên không hiểu từ đâu, tiền đạo Luis Adriano xuất hiện, nhận bóng và ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ đội nhà. Mặc dù sau đó đã lên tiếng xin lỗi, nhưng Liên đoàn bóng đá châu Âu vẫn quyết định treo giò Luis Adriano một trận vì hành vi thiếu fair play và đi ngược với nguyên tắc của UEFA. 2. Kylian Mbappe. Cầu thủ trẻ Kylian Mbappe cũng có mặt trong video hôm nay bằng một pha ghi bàn theo kiểu bàn tay của Chúa phiên bản lỗi. Đây được xem là một pha bóng khá hài hước của tài năng sáng giá của bóng đá thế giới. Trong trận đấu giữa PSG và Rennes ở Coupe de la Ligue nước Pháp đầu năm nay, Kylian Mbappe khiến cư dân mạng dậy sóng với pha ghi bàn bàn tay cực dị và hài hước. Trong pha phối hợp trung lộ với đàn anh Neymar ở phút 90, Mbappe nỗ lực thâm nhập vùng cấm. Dù đã mất thăng bằng và ngã ra sân trong tình huống lộn xộn, tài năng trẻ được đánh giá hay nhất làng tốt cầu hiện tại vẫn cố rướn người và dùng tay đại bóng vào lưới trống. Pha ghi bàn khiến nhiều người liên tưởng tới tình huống bàn tay của Chúa được huyền thoại Diego Maradona thực hiện vào lưới tuyển Anh tại tứ kết World Cup 1986 hay bàn thắng ma của Thierry Henry vào lưới Ireland. Tuy nhiên khác với khoảnh khắc may mắn của cậu bé vàng, phiên bản của Mbappe lộ liễu và lỗi hơn nhiều nên tất nhiên không thể qua nổi mắt trọng tài. Mbappe phải nhận một tấm thẻ vàng cho màn chơi chiêu và anh chàng chỉ còn biết phi cười bởi hành động khá bồng bột của bản thân. 1. Diego Maradona. Diego Maradona là một trong những huyền thoại của bóng đá thế giới ở thế kỷ 20. Cậu bé vàng của bóng đá Argentina đã giúp đội bóng quê hương giải tỏa cơn khát World Cup vào năm 1986. Khi đó, một mình Maradona đã gồng gánh và đưa đội tuyển bóng đá Nam Mỹ tới chiếc cúp vàng danh giá thứ hai trong lịch sử quốc gia. Tuy nhiên, điều mà người ta còn nhắc đến tại kỳ World Cup này chính là sự kiện Maradona ghi bàn bằng tay trong trận tứ kết trước đội tuyển Anh. Với một số người, Diego Maradona là kẻ phản diện vĩ đại nhất thời đại, nhưng cũng có không ít người xem đây là bàn thắng xấu xí và đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá thế giới. Bởi nhiều năm sau này, Maradona vẫn cười tít mắt thừa nhận, đó là tay của tôi. Thế nhưng vào thời điểm ấy, công nghệ camera chưa phát triển, kết hợp với động tác tay rất kín của Maradona, các cách anh dùng tay đưa bóng vào lưới vốn dĩ đã thể hiện Maradona khôn ngoan thế nào.
Nhưng cái cách anh mừng bàn thắng như không có chuyện gì xảy ra mới xứng đáng là một bậc thầy. Bàn thắng sau này được gắn với biệt danh bàn tay của Chúa, và khi ấy nó đã đem lại chức vô địch World Cup danh giá cho đội bóng xứ Tango, Argentina. Bạn thấy thế nào về video hôm nay? Và ghi bàn của cầu thủ nào làm cho bạn ấn tượng nhất? Hãy like và share video nếu bạn thấy thú vị với nội dung hôm nay. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Thế Giới Hôm Nay để tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong việc khám phá nhiều điều thú vị hơn nữa về cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!